khi mà ở lớp ấy thì các cô giáo tổ chức rất nhiều những cái hoạt động vui chơi. Khi ở nhà thì bé rất là buồn, không có ai chơi cùng cả. Nên thường là các bé hay xem tivi này, hoặc là dùng điện thoại rất là nhiều, xem YouTube rất là nhiều. Cứ rảnh là xem tivi, sử dụng điện thoại, máy tính bảng. Nhận thấy việc này sẽ ảnh hưởng không tốt đến các bạn nhỏ trong gia đình, chị Trang luôn phải lên kế hoạch, định hướng hoạt động cho con mỗi ngày. Khi mà bé mình xem tivi quá nhiều ấy thì cũng có ảnh hưởng tới mắt ấy. Thế nên là mình cũng hạn chế tối đa cái việc đấy. Mình thay vào việc đó mình tạo ra những hoạt động, mình chơi cùng con, mình nghĩ ra những cái trò chơi để cả nhà cùng có thể tham gia cùng với nhau. Ở nhà con tập viết và tô màu và chơi cùng những anh chị hàng xóm và hay thường xem TikTok để quay. Còn với gia đình anh Hòa, ngay từ đầu hè, anh đã phải giới hạn thời gian sử dụng máy tính để Trà My không sa đà vào các trò chơi điện tử. Cùng với đó, anh cũng yêu cầu con tự xây dựng lịch sinh hoạt mỗi ngày của mình. Con sắp xếp là mình học nửa tiếng thì mình sẽ nghỉ tầm khoảng 10-15 phút, sau đó mình sẽ lại bắt tay vào một công việc khác để cho những cái mình vừa học nó sẽ được vào đầu dễ hơn. Các cháu là bây giờ rất thích vào những xem máy tính với lại tivi. Người gia đình thì cũng tránh những cái việc đấy. Thực ra là cũng phải cho cháu tự lên một cái kế hoạch, cái thời gian biểu ở nhà làm gì, sáng ngày ra thì làm gì mà chưa làm gì, học vào giờ nào, chơi vào giờ nào. Theo các chuyên gia, dịch Covid-19 kéo dài, khi trẻ phải dành nhiều thời gian ở nhà và phụ thuộc vào các thiết bị điện tử đã làm gia tăng tình trạng trẻ gặp các vấn đề về tâm lý. Ở đây chúng ta thấy rằng một trong nguy cơ của những trẻ đó là gia tăng cái tỷ lệ nghiện hay là lệ thuộc vào những cái thiết bị điện tử. Thứ hai nữa là trẻ rất là dễ gặp phải những cái khủng hoảng về mặt tâm lý do chúng không được tham gia vào những cái hoạt động thường ngày cũng như là những cái sự kiện mà đáng lẽ ra chúng được hưởng, ví dụ như ngày sinh nhật hay là những cái hoạt động vui chơi của gia đình. Chuyên gia cũng nhấn mạnh có nhiều tác hại xấu khi trẻ sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, như làm tăng khả năng mắc bệnh tim mạch, béo phì, gây xáo trộn thói quen sinh hoạt, làm chậm sự phát triển của hệ thần kinh. Cha mẹ cần nhận thức rõ về vấn đề này, đồng thời nỗ lực tạo dựng các trò chơi vận động ngay tại nhà để tăng sự kết nối trong gia đình.